đâu mất tiêu rồi trời, thiệt luôn á. Kỳ vậy trời, tức thiệt chứ. Ê, này vô mánh hay gì mà rủ tụi tao đi nhậu đây? Cái chuyện đó của tao, mấy bữa trước nhậu tụi bay toàn trả tiền giùm tao mà. Bữa nay tao lo, ăn uống cái gì cứ kêu thoải mái, tao bao. Ô, nay mạnh miệng như ta. Dữ trời. Ê, có nào bữa nay trời mưa ngập lụt luôn mày. Nó bao kìa. Đúng rồi đó, tao cũng đang thắc mắc đây nè. Bình thường nha, mỗi lạ alo, ra nhậu nè. Thôi, tao không dám đi mà ơi, sợ vợ lắm các kiểu. Tự nhiên bữa nay nổi hứng luôn mà anh em. Trời ơi, anh em mà mày không hiểu gì hết. Nó làm ra bao nhiêu tiền lương là về ở nhà, nó con sư tử nó lụm hết rồi, tiền đâu mà nhậu nữa. Đúng rồi đó, trước khi lấy vợ nha, đẹp trai không nhã bao nhiêu. Tự nhiên lấy vợ xong giống như là đeo kiền vô cổ vậy đó. Mất hết tự do luôn. Nhìn mặt nó gì mà sợ vợ. Thôi ba ơi, vợ tao tao sợ chứ tao có sợ vợ mày hay vợ hàng xóm đâu mà mày lo. Mẹ em nghe ông bà tao nói hả? Trời ơi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Trời, thấy không? Ê, nhưng mà cái quan trọng là tại sao hôm nay nè, mày có tiền ở đâu mà mày rủ tụi tao nhậu nè, vợ mày cho hả? Đúng. Thì nói chung là tao làm ở công ty, rồi trúng dự án, rồi được xếp thưởng. Tao giếm cái tiền này lập quỹ đen. Lấy ra bữa nay bao anh em nhậu được không? Được, được. Hợp lý quá trời. Thôi giờ đừng có tra hỏi tao nhiều nữa. Bây giờ là kêu món đi, thích gì kêu đó. Rồi nhậu nhẹt bia bao nhiêu kết tao lo luôn. Vô. Nói chung là tao nói với tụi bay, nam vô tủ như kỳ vô phong. Thấy không? Đôi lúc trong cuộc sống á, có những cái thứ áp lực lắm mà mình không biết chia sẻ được với ai. Thì anh em mình ra đây á, mình ngồi tâm sự, uống vài chai đúng không? Mình vô chút xíu bia men trong người thôi thì nó giống như là có xương có gió trong người vậy đó, thì phất cờ lên nó mới nổi. Đúng, 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 đúng. Dạ. Đúng nha. Vô nữa nè. Quay, quay. Vô. 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 Phất cờ hả? Anh muốn phất cờ với ai vậy? Vậy em. Anh lấy tiền ở nhà, anh ra đây anh đàn đúng với bạn bè anh. Đã vậy á, anh còn tỏ vẻ ra oai nữa hả? Bình tĩnh coi em. Ở đây có bạn của anh nè, giữ thể diện cho anh coi. Còn tụi bay nữa, đứa nào bán đứng rồi vậy? Đứa nào kêu vợ ra đây? Bạn tốt lắm, được mời nhậu miễn phí mà. Ai đâu mở miệng ra để móc đồ chén cơm của mình bao giờ. Là tôi nè, tôi để quên tài liệu ở nhà, tôi quay về tôi lấy. Vô tình á, tôi phát hiện tất cả hành động của anh rồi. Tao mất tiêu rồi trời, thiệt luôn á. Nhớ mình để đây mà. Ủa? Kỳ vậy trời? Tức thiệt chứ, nhà này như có ma vậy á. Em, gì mà lo bầu nãy giờ vậy? Thì cái kẹp tóc của em nè, em nhớ em để trong túi. Không á thì chỉ có thể là để trên bàn thôi à. Mà tự nhiên bây giờ trong túi không có, trên bàn cũng không luôn. Nhiều khi em để phòng khách hay gì đúng không? Ê, nhưng mà nãy anh lên đây anh nghe cái mùi khét nghẹt ở dưới kia đó. Nấu gì dưới vậy? Thôi chết, cái nồi đồ ăn sáng em nấu cho anh. Trời ơi, cái gì mà đủ chuyện vậy trời. Em ơi là em, quên trước quên sau hoài luôn á. Tự nhiên lượm được tiền rơi của vợ. Quá êm. Nhiều đây á, mình đem ra mình khệ với tụi bạn. Mình bao tụi nó ăn nhậu một bữa, thế nào tụi nó hết dám khinh thường mình. Quá tuyệt vời luôn. Mà không được, mắc cái số tiền nhiều vậy á, lỡ bà phát hiện ra bà hỏi, bà xin nghi trả lời sao ta? Căng ạ. À, không sao. Lúc đó cứ chối thôi. Mà tại vì em bất cẩn hay làm rơi đâu đó, hỏi anh sao anh biết được. Làm rơi đâu tự kiếm đi em. Tiền này mình cứ nói là cái tiền thưởng đồ của mình. Tôi chỉ cố tình để sổng, để coi thử anh lấy tiền tôi làm gì. Hóa ra là anh đi khoe mẽ với bạn bè. Anh Khánh, đồng tiền của tôi làm ra cực khổ, anh biết mà. Anh không thương tôi, anh không phụ giúp được gì thì thôi. Tại sao suốt ngày anh cứ báo tôi hoài vậy? Ôi. Thôi cái gì mà thôi. Nếu như mà anh có tiền, anh giàu có, anh không lo cho vợ cho con anh đi.
Suốt ngày anh chỉ biết kiếm cách, anh giấu giếm tiền của tôi. Anh cho bạn cho bè anh là sao? Anh nói với em rồi, em nói đủ chưa? Đi về nhà trước đi. Anh chơi với bạn chút xíu rồi anh về nói chuyện với em sao? Tôi không về. Anh cũng biết xấu hổ nữa hả? Nếu như mà xấu hổ, sao từ đầu anh còn làm? Ơi, tưởng đâu gì. Mày cái thằng, tao thấy mày không có bản lĩnh đàn ông rồi đó. Mày để vợ mày đè đầu cưỡi cổ mày vậy ra tới cái chỗ mà anh em nhậu nhẹt xong nó chửi mày sẵn tụi tao nghe luôn là sao tao thấy không được rồi đó nghe. Đây nè, sẵn nói luôn. Anh em ngủ ở đây nhậu mới vừa cầm ly bia lên, đang định húp ngụm. Chơi kiểu này mà ra chửi bới gì ăn nhậu sao ngon. Còn mày nữa, cũng kỳ. Ví dụ như thì mình không có tiền, mình nói không có tiền để anh em hỗ trợ cho. Mất mớ gì nói dốc cái gì mà công ty thưởng này nọ các kiểu. Giờ gốc cục giờ nói là ăn cắp tiền vậy ba. Chứ không phải á, là do mấy anh suốt ngày rủ rê chồng tôi nhậu nhẹt sao? Nói không chừng á, ảnh ăn cắp tiền của tôi á, là do mấy anh xúi ảnh cái gì. Thôi đủ rồi đó. Cái buổi nhậu ngày hôm nay là anh rủ nè. Anh là người khởi xướng lên, anh rủ tụi bạn anh. Ba đứa bạn anh không có liên quan với câu chuyện này. Em muốn nói gì nói anh nè. Đừng có ở đây mà chì chiết cho bạn anh nghe vậy. Anh nhục lắm biết không? Còn em nữa. Tại sao vậy? Tại sao anh ra ngoài anh giao du với bạn bè không cho? Trong khi đó nè, em đi ra ngoài ăn mặc sang trọng, em đi cà phê, đi shopping với những người bạn của em đó. Em lo em bao cho họ đó. Anh có nói tiếng nào đâu. Mà bạn anh á, hồi xưa á, từ xưa tới giờ á, lúc nào cũng lo cho anh nhậu hết á. Không lẽ bữa nay nhậu nhẹt anh lo cho nó một bữa là sai sao em? Dạ em gửi bill. Bill tới, ra coi bao nhiêu tiền. Kiểm tra kỹ kỹ nha mày. 3 triệu gửi anh em ơi. Tao đi vệ sinh cái nhà mày đi. Ê, ngồi xuống đi. Sao? Mày khỏi đi vệ sinh. Mày mới đi đây mà. Nước ở đâu trong người mày ra mà mày đi vệ sinh hoài vậy hả? Mày đi nhậu với tụi tao bao nhiêu lần mà có một cái bài mày xài hoài mày không chán mày thằng quỷ. Thôi, từ từ, để tao giải quyết. Nè, anh em nói luôn. Sẵn ngày hôm nay, tao mới nói ra chuyện này. Dù gì á, mình cũng là trụ cột gia đình hiểu không? Mắc mớ gì phải sợ vợ như vậy? Bây giờ làm sao? Đi vệ sinh hả? Đi thẳng về nhà đi vệ sinh. Mày đi về nhà mày á, mày đi vệ sinh đi. Còn cái chầu này nè, anh em tụi tao lo được nha. Ông cần mặt mày. Về đi. Thôi, đi. Ôi. Anh nói cho em nghe nè, thằng Khánh nó thương em, nó ngại với tụi anh cho nên là nó không nói. Tại sao mà tụi anh rủ nó nhậu? Tại vì nó là bạn thân của tụi anh, chứ đâu phải tụi anh là ham ăn ham nhậu mà tới nỗi bê tha đâu em. Không có tiền nhậu đâu. Ba đứa anh nè, ba người nhậu vẫn được mà. Tại sao phải rủ nó? Tại vì nó là bạn thân. Đàn ông tụi anh đi ra ngoài đi làm, áp lực công việc nó nhiều rồi. Cho nên là lâu lâu tụi anh gặp nhau, tụi anh tâm sự một chút để giải quyết cái áp lực đó thì có gì sai đâu em. Mà em chửi nó. Đây nè, sẵn ở đây anh cũng nói luôn nha. Em á cũng phải coi bản thân của mình lại. Em đối xử với chồng vậy đâu có được. Thằng Khánh nó đi ra đường, ví dụ như mà nó không gặp, không nhậu với tụi anh đi, thì nó cũng phải đi gặp khách hàng, gặp đối tác để nhậu. Mà phải là tụi anh thèm rượu, thèm bia đâu. Cái đó nhậu để giữ mối quan hệ, để giữ cái công việc. Em hiểu không? Chứ không phải là lúc nào tụi anh là gặp nhau là vì những cái này, vì những cái ly rượu, ly bia này. Đó, anh nói rồi. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Chuyện gia đình mày, tự mày xử lý nha. Nhưng mà phải xử lý cho gọn gàng. Chứ nếu tình hình này mà còn tiếp diễn á, là từ đây về sau đừng có hỏi tại sao tụi tao không liên lạc với mày nữa nha. Anh em mình đi về. Thôi về, nhậu nhẹt gì nữa. Dạ, về đi. Xin lỗi tụi bay nha. Vừa lòng em chưa? Anh nói em bao nhiêu lần rồi. Chỉ vì một cái phút mà ích kỷ của em thôi đó, bạn bè anh bây giờ nó từ mặt anh luôn rồi đó. Ba thằng đó là ba thằng bạn thân nhất của anh. Trong công việc của anh á, có những lúc anh áp lực, anh có bao giờ chia sẻ được với em đâu. Chỉ có ba thằng nó lúc nào cũng rủ rê, cũng lúc nào cũng chia sẻ với anh hết á. Mà bây giờ vì em, em hay quá rồi, em làm như vậy á, bạn anh bây giờ nó từ anh luôn rồi đó. Rồi mốt anh chơi với ai?
Thôi được rồi. Em biết lỗi của mình rồi. Nãy giờ anh nói vậy, rồi bạn bè anh cũng giải thích cho em hiểu rồi. Thôi từ nay á, em sẽ không có siết chặt chi tiêu của anh như vậy nữa. Em sẽ nói lỏng ra để mà cho anh giao du với bạn bè của anh nữa chứ. Tí nữa em sẽ về nhà, em gọi cho bạn anh, em xin lỗi nha. Thôi được rồi, vợ chồng mình hiểu nhau là tốt rồi. Thôi để em tính tiền rồi về. Thôi, để em tính cho. Phục vụ, tính tiền.